b năm thủ uẩn lại nữa này các tỳ kheo vị tỳ kheo sống quán pháp là pháp liên quan đến năm thủ uẩn này các tỳ kheo thế nào là một vị tỳ kheo sống quán pháp là pháp liên quan đến năm thủ uẩn ở đây này các tỳ kheo vị tỳ kheo tuệ tri đây là sắc đây là tập khởi sự sanh khởi của sắc đây là sự đoạn diệt của sắc, đây là thọ, đây là tập khởi của thọ, đây là sự đoạn diệt của thọ. Đây là tưởng, đây là tập khởi của tưởng. Đây là sự đoạn diệt của tưởng. Đây là hành, đây là tập khởi của hành, đây là sự đoạn diệt của hành. Đây là thức, đây là tập khởi của thức. Đây là sự đoạn diệt của thức. Năm thủ uẩn là năm uẩn bị tác động bởi chấp thủ. Ý nghĩa của nó là một khối hay đóng các hiện tượng trở thành điều kiện cho sự chấp thủ. Liên quan đến uẩn trong Khanh Thá Sanh tương ưng uẩn của tương ưng bộ kinh Sanh Yutta Nikaya Đức Phật dạy sắc thủ uẩn là 11 loại sắc. Quá khứ, hiện tại, vị lai, trong, ngoài, thô, tế, hạ liệt, cao thượng, xa và gần. Thọ thủ uẩn là 11 loại thọ. Tưởng thủ uẩn là 11 loại tưởng. Hành thủ uẩn là 11 loại hành. Thức thủ uẩn là 11 loại thức. Cái gì chấp thủ ngũ uẩn? Những yếu tố chính chấp thủ ngũ uẩn là vô minh, tà kiến và tham ái. Do những phiền não này, chấp thủ sắc uẩn, thọ uẩn mà các uẩn được gọi là thủ uẩn. Các uẩn trở thành đối tượng cho sự chấp thủ như thế nào? Theo nghĩa cùng tột, thân của chúng ta bao gồm chỉ 28 loài sắc. Nhưng nếu quý vị xem thân này như thân của ta, và tin rằng nó là của quý vị, đó là tà kiến và tham ái sẽ sanh do tà kiến ấy. Quý vị có thể bị luyến ái đối với thân của mình hay với thân của những người khác, như đây là thân của cha ta, thân của mẹ ta, thân của con trai ta, thân của con gái ta. Nếu quý vị tin rằng những cái thân ấy thật sự hiện hữu thì đó là tà kiến. Như vậy, tà kiến tham ái và những phiền não khác có thể phát sanh chấp thủ đối với sắc thủ uẩn. Đoạn, đây là sắc, đây là tập khởi của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc, đây là thọ, đây là tập khởi của thọ, đây là sự đoạn diệt của thọ. Muốn nói đến ba cách phân biệt danh sắc, đây là sắc, có nghĩa là từ trước đến nay chỉ có sắc không có cái gì khác. Theo vi diệu pháp có 28 loại sắc đó là tứ đại và 24 sắc y đại xanh Quý vị phải phân biệt chúng theo bốn phương diện của sắc: đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân gần. Điều này có nghĩa là khi quý vị đã thấy các kalapas tổng hợp sắc do thực hành thiền phân biệt tứ đại. Quý vị phải phân tích thêm để thấy sắc chân đế Chẳng hạn, đặc tính của địa đại là cứng. Theo bộ pháp tụ Thamma Sanjani, ngoài đặc tính cứng chính, địa đại cũng có những đặc tính khác như thô, nặng, mềm, mịn và nhẹ. Nhiệm vụ của nó là chỗ đứng cho các loại sắc khác trong cùng một Kalapa. Khi người hành thiền phân biệt địa đại, họ sẽ thấy rằng nó trông như thể đang mang những sắc đồng xanh của nó vậy đây là sự thể hiện của địa đại. Nhân gần của nó là ba đại chủng khác trong cùng Kalapa, đó là thủy đại, hỏa đại và phong đại. Khi quý vị phân biệt địa đại như vậy là quý vị đang phân biệt đây là sắc. Quý vị cũng phải phân biệt các loại sắc khác theo cùng cách như trên. Tất nhiên đây chỉ là một giải thích ngắn gọn về chúng mà thôi. Để có một sự giải thích chi tiết về đặc tính Nhiệm vụ sự thể hiện và nhân gần của các loại danh và sắc. Vui lòng đọc phần tường giải trong Thanh Tịnh Đạo. Giai đoạn phân biệt thứ hai là phân biệt đây là tập khởi của sắc, đây là tập khởi của thọ. Ở giai đoạn này, quý vị phải phân biệt cả hai. Sự sanh tập khởi theo nhân duyên và sự sanh theo sắc na. Theo vô ngài giải đạo Patisamphida Magga có năm nhân cho sự sanh khởi của sắc. Vô minh, ái, nghiệp, vật thực và thành tướng. Nipatilakkhana. Vô minh, ái, nghiệp và vật thực là những nhân cho sự sanh khởi theo nhân duyên của sắc. Trong khi thành tướng hay sanh tướng, Nipatilakkhana là nhân cho sự sanh theo sát na của nó khi vô minh và ái được đề cập, thủ ngấm ngầm đã được bao gồm trong đó. Ba yếu tố này là vòng phiền não luân. Khi nghiệp được đề cập, các hành ngấm ngầm cũng đã bao gồm. Chúng là vòng nghiệp luân. Vô minh, ái, thủ, hành và nghiệp là năm nhân quá khứ làm phát sanh sắc nghiệp, sát do nghiệp tạo. Chúng có thể là những yếu tố đã được quý vị tích tạo trong kiếp trước hay trong kiếp thứ hai hoặc một kiếp xa hơn nào đó. Như vậy, quý vị phải phân biệt danh và sắc quá khứ của mình. Ít nhất cũng trở lại sát na cận tử trong kiếp quá khứ vừa rồi. Quý vị phải thấy được đối tượng của tóc hành tâm cận tử của quý vị. Đó có thể là một ca mát nghiệp, một nghiệp tướng hay một thú tướng. Vì lẽ quý vị là một con người, nên nghiệp chính mùi vào sát na cận tử trong kiếp vừa qua phải là một thiện nghiệp. Giả sử đó là nghiệp cúng dường hương hoa đến một tượng Phật và đối tượng của tóc hành tâm cận tử của quý vị là nghiệp tướng này. Thời quý vị phải phân biệt tứ đại trong hình ảnh của người đang cúng dường hương hoa ấy khi quý vị làm như vậy Quý vị sẽ thấy nhiều calapa trong người ấy Lúc đó Quý vị phải phân biệt 54 loại sắc Trong trái tim của người ấy Chú trọng đến sắc ý vật Quý vị sẽ thấy được ý môn Hay tâm hữu phần pha văn gá của người ấy Khi quý vị phân biệt danh tới lui Xen giữa các tâm pha văn gá Quý vị sẽ thấy các tiến trình tâm khởi lên khi người ấy đang cúng dường hương hoa. Nếu người ấy hoan hỷ và biết rằng thiện nghiệp mình đang làm sẽ cho những quả lành, thời sẽ có 34 tâm hành trong các tóc hành tâm của những tiến trình tâm ấy. Những tâm hành ấy là các hành nghiệp. Mặc dù chúng vô thường, diệt liền sau khi sanh, chúng vẫn để lại nghiệp lực trong tiến trình danh sắc sau khi diệt. Khi các điều kiện chính mùi các duyên hội đủ trong tương lai nghiệp lực ấy sẽ tạo ra quả của nó nó sẽ cho ra những quả gì điều đó tùy thuộc vào loại ước nguyện mà người ấy phát trước hoặc sau lúc thực hiện nghiệp giả sử sau khi cúng dường hương hoa người ấy phát nguyện được trở thành một người nữ trong kiếp sống tương lai khi người ấy phát lời nguyện như vậy mong ước được kiếp sống người nữ của người ấy là tham ái. Và tham ái trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần lặp lại là thủ. Đến đây, kể như quý vị đã phân biệt được năm nhân quá khứ. Kế tiếp, quý vị phải phân biệt sắc ở sát na tục sinh trong kiếp sống hiện tại của quý vị. Vào sát na đó, ba loại tổng hợp sắc Kalapa đã sanh khởi. Đó là tổng hợp 10 sắc thuộc trái tim, đoàn tâm. Tổng hợp 10 sắc thuộc thân, đoàn thân. Và tổng hợp 10 sắc thuộc tánh, đoàn tánh. Mỗi tổng hợp sắc Kalapa ấy có 10 loại sắc và chính sắc trong số đó là như nhau đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất và mạng căng. Loại sắc khác nhau duy nhất ở đây là sắc ý vật. Trong tổng hợp 10 sắc thuộc trái tim. Sắc thần kinh thân trong tổng hợp 10 sắc thuộc thân. Và sắc quyết định tánh nam hay nữ trong tổng hợp 10 sắc thuộc tánh. Do đó, vào sắc na tục sinh có cả thể 30 loại sắc. Sau khi đã phân biệt chúng, quý vị sẽ phân biệt năm nhân quá khứ trở lại, để thấy xem có mối tương quan nhân quả giữa chúng và các nhân không. Nếu có, quý vị sẽ phân biệt riêng ra như sau: do sự sanh khởi của vô minh, sắc nghiệp, sắc do nghiệp sanh, sanh. Vô minh là nhân, sắc nghiệp là quả. Do sự sanh khởi của ái, sắc nghiệp khởi sanh, ái là nhân, sắc nghiệp là quả. Do sự sanh khởi của thủ, sắc nghiệp khởi sanh. Thủ là nhân, sát nghiệp là quả. Do sự sanh khởi của các hành, sát nghiệp khởi sanh. Các hành là nhân, sát nghiệp là quả. Do sự sanh khởi của nghiệp căm mát sát nghiệp khởi sanh. Nghiệp là nhân, sát nghiệp là quả. Kế tiếp, quý vị phải phân biệt giai đoạn sanh của sát nghiệp. Giai đoạn sanh này là sanh tướng, nipatilakhaná cũng còn gọi là sự sanh trong sắc na liên quan đến nhân hiện tại của sắc đức phật chỉ đề cập vật thực nhưng khi vật thực được đề cập thì tâm và thời tiết đã ngấm ngầm được bao gồm trong đó bởi vì chúng cũng là các nhân hiện tại cho sắc do đó có cả thảy ba nhân hiện tại cho sự sanh khởi của sắc ngoại trừ tâm tục sinh tất cả tâm khởi lên Nương và ý vật đều tạo ra sắc tâm, sắc do tâm tạo. Vì thế quý vị phải phân biệt để thấy rằng do sự khởi sanh của tâm, sắc tâm sanh, tâm là nhân, sắc tâm là quả. Kế tiếp, quý vị phải phân biệt sự sanh trong sát na của sắc tâm. Mỗi kalapa đều chứa đựng hóa đại, cũng gọi là thời tiết u tú. Thời tiết này có thể tạo ra một tổng hợp sắc kalapa do thời tiết sanh và calapa ấy bao gồm 8 loại sắc, đó là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Vì thế, quý vị phải phân biệt để thấy rằng do sự sanh khởi của thời tiết, sắc thời tiết sanh. Thời tiết là nhân, sắc thời tiết là quả. Vật thực chưa tiêu hóa bao gồm các tổng hợp sắc do thời tiết sanh với 8 loại sắc kể cả dưỡng chất. Trong bao tử và ruột có một loại calapa do nghiệp sanh, gọi là tổng hợp sắc có mạng căng là yếu tố thứ 9, tổng hợp mạng căng cửu pháp. Nó chứa đựng chín loại sắc đó là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất và mạng căng. Hỏa đại hay yếu tố lửa của nó được gọi là lửa giúp tiêu hóa khi dưỡng chất của đồ ăn mới ăn vào được hỗ trợ bởi lửa tiêu hóa, nó tạo ra một calapá mới gọi là tổng hợp sắc calapá do vật thực xanh hay gọi tắt là sắc vật thực. Một tổng hợp sắc calapá do vật thực xanh chứa đựng 8 loại sắc đó là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Dưỡng chất của nó được gọi là dưỡng chất do vật thực sanh. Khi nó hỗ trợ cho dưỡng chất của các tổng hợp sắc ca la bá do nghiệp sanh, do tâm sanh, do thời tiết sanh và do vật thực sanh khác, thì các dưỡng chất sau sẽ tạo ra một ca la bá mới do vật thực sanh. Vì thế quý vị phải phân biệt để thấy rằng do sự sanh khởi của dưỡng chất, sắc do vật thực sanh sanh. Dưỡng chất là nhân, sắc vật thực là quả. Bốn danh uẩn thọ, tưởng, hành và thức có chung năm nhân: vô minh, ái, thủ, hành và nghiệp. Thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn có các nhân hiện tại giống nhau, đó là xúc, căn xứ, đối tượng và các tâm hành phối hợp. Nếu không có xúc, thọ, tưởng và hành sẽ không thể nào bắt lấy một đối tượng và như vậy không thể khởi mỗi tâm hành của một người phải nương vào một căn xứ để khởi sanh chẳng hạn những tâm hành vào sát na tục sanh phải nương vào sát ý vật để khởi lên do đó nếu không có căn xứ không danh tâm nào có thể khởi lên được mỗi một tâm hành còn phải bắt một đối tượng để khởi lên vì vậy đối tượng cũng là một nhân hiện tại khác cho các tâm hành hơn nữa không tâm hành nào có thể khởi lên một mình mỗi tâm hành phải khởi lên cùng với các tâm hành phối hợp của nó vì lẽ bốn danh uẩn dựa vào nhau để sanh nên mỗi danh uẩn trong chúng tác hành như nhân cũng như quả đối với các danh uẩn còn lại điều đó muốn nói khi thọ uẩn là nhân ba danh uẩn khác sẽ là quả khi tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn là nhân, thọ uẩn sẽ là quả. đối với các uẩn còn lại, quý vị cũng hiểu theo cách tương tự. quý vị phải phân biệt sự sanh theo nhân duyên của thọ, tưởng và hành và rồi phân biệt sự sanh theo sát na của chúng. liên quan đến các nhân hiện tại cho thức uẩn, đức phật chỉ dạy danh sát là nhân của nó. danh ở đây muốn nói đến thọ, tưởng và các hành phối hợp với thức và sắc ở đây muốn đề cập đến sắc căng và đối tượng nếu đối tượng là sắc. Quý vị phải phân biệt sự sanh theo nhân duyên của thức và rồi phân biệt sự sanh theo sát na của nó. Khi quý vị đang phân biệt các nhân quá khứ và hiện tại làm phát sanh năm uẩn là quý vị đang thực hành giai đoạn thứ hai. Đây là tập khởi của sắc, đây là tập khởi của thọ. Ở giai đoạn thứ ba, quý vị phải phân biệt đây là sự đoạn diệt của sắc, đây là sự đoạn diệt của thọ. Quý vị phải phân biệt hai loại diệt, diệt theo nhân quả và diệt theo sắc na. Trong tương lai, khi quý vị đạt đến A-la-hán thánh quả, tất cả phiền não diệt hoàn toàn, nghiệp lực không còn có thể tạo ra bất cứ một quả nào sau bát niết bàn Parinibbana. Vì thế, khi quý vị nhập vô dư niết bàn Parinibbana, tất cả năm uẩn ngoại trừ sắc do thời tiết sanh chấm dứt hoàn toàn sự diệt hoàn toàn của phiền não và nghiệp là nhân sự diệt hoàn toàn của năm uẩn là quả đây là sự diệt theo nhân quả sự đoạn diệt theo sát na của năm uẩn là sự diệt theo sát na của chúng khi quý vị đã phân biệt được sự sanh và diệt theo nhân quả và theo sát na của năm uẩn Quý vị sẽ hiểu đoạn, đây là sắc, đây là tập khởi của sắc. Đây là sự đoạn diệt của sắc, đây là thọ, đây là tập khởi của thọ, đây là sự đoạn diệt của thọ. Rồi Đức Phật tiếp tục bài pháp của ngài. Như vậy, vị ấy sống quán các pháp là nội pháp hay vị ấy sống quán các pháp là ngoại pháp? Hay vị ấy sống quán các pháp là nội pháp và ngoại pháp. Vị ấy sống quán hiện tượng sanh trong các pháp. Hay vị ấy sống quán hiện tượng diệt trong các pháp. Hay vị ấy sống quán hiện tượng sanh và diệt trong các pháp. Hay chánh niệm rằng có pháp đây được thiết lập nơi vị ấy, chỉ đến mức cần thiết cho chánh trí và chánh niệm mà thôi và vị ấy sống không nương tựa, không chấp giữ bất cứ điều gì trong thế gian. Này các tỳ kheo, đây là cách vị tỳ kheo sống quán pháp là pháp liên quan đến năm thủ uẩn. Lời giải thích cho đoạn văn kinh này cũng giống như lời giải thích đã đề cập ở các phần trước. Sự phân biệt đây là sắc, đây là tập khởi của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc và sự phân biệt vị ấy sống quán hiện tượng sanh trong các pháp. Hầu như hoàn toàn giống nhau, khác nhau duy nhất là phần sau này bao gồm sự phân biệt các tính chất vô thường, khổ và vô ngã của năm uẩn mà thôi. Đây chỉ là một sự giải thích ngắn gọn về năm uẩn. Nếu quý vị muốn có những giải thích chi tiết, vui lòng đọc phần tường giải về năm uẩn trong Thanh Tịnh Đạo Quy Xuất Thí Mắt Gáp. Sau khi giải thích xong cách quán pháp qua ngõ năm uẩn, Đức Phật tiếp tục giải thích cách quán pháp qua ngõ các căn xứ. C. Sáu nội và ngoại xứ Lại nữa này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sống quán pháp là pháp liên quan đến sáu nội và ngoại xứ. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sống quán pháp là pháp liên quan đến sáu nội và ngoại xứ như thế nào ở đây này các tỳ kheo vị tỳ kheo tuệ tri con mắt cảnh sắc và kiết sử sanh khởi do duyên hai yếu tố này vị ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử trước chưa sanh nay khởi sanh vị ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử đã sanh nay được đoạn trừ Vị ấy tuệ tri bằng cách nào? Kiết sử đã được đoạn trừ, sẽ không còn khởi lên trong tương lai. Vị tỳ kheo tuệ tri tai, âm thanh, cảnh thinh và kiết sử sanh khởi do duyên hai yếu tố này. Vị ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử trước chưa sanh, nay khởi sanh? Vị ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử đã sanh, nay được đoạn trừ? vị ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử đã được đoạn trừ sẽ không còn khởi lên trong tương lai vị tỳ kheo tuệ tri mũi mùi cảnh khí và kiết sử sanh khởi do duyên hai yếu tố này vị ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử trước chưa sanh nay khởi sanh vị ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử đã sanh nay được đoạn trừ vị ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử đã được đoạn trừ sẽ không còn khởi lên trong tương lai vậy tỳ kheo tuệ tri lưỡi vị cảnh vị và kiết sử sanh khởi do duyên hai yếu tố này vậy ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử trước chưa sanh nay khởi sanh vậy ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử đã sanh nay được đoạn trừ vị ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử đã được đoạn trừ sẽ không còn khởi lên trong tương lai vị tỳ kheo tuệ tri thân vật xúc chạm cảnh xúc và kiết sử sanh khởi do duyên hai yếu tố này vị ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử trước chưa sanh nay khởi sanh vị ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử đã sanh nay được đoạn trừ Vị ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử đã được đoạn trừ sẽ không còn khởi lên trong tương lai. Vị tỳ kheo tuệ tri tâm, các pháp, cảnh pháp và kiết sử sanh khởi do duyên hai yếu tố này. Vị ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử trước chưa sanh, nay khởi sanh. Vị ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử đã sanh, nay được đoạn trừ. Vị ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử đã được đoạn trừ sẽ không còn khởi lên trong tương lai. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm là sáu nội xứ. Sắc thanh, âm thanh, khí hay hương, mùi, vị, xúc, sự xúc chạm và pháp là sáu ngoài xứ vị tị kheo tuệ tri con mắt có nghĩa là vị ấy tuệ tri nhãn căng qua những đặc tính nhiệm vụ sự thể hiện và nhân gần của nó trên thực tế quý vị tuệ tri nó như thế nào trước tiên quý vị phải làm sao để thấy được nhãn tịnh sắc sắc thần kinh mắt bởi vì nó là nhãn căng nhãn môn quý vị phân biệt nó như thế nào nếu quý vị phân biệt tứ đại trong toàn thân quý vị một cách thấu đáo, quý vị sẽ thấy các kalapa vốn tạo thành thân này có hai nhóm tổng hợp sắc kalapa, các kalapa trong suốt và các kalapa không trong suốt hay mờ. Quý vị sẽ chọn một kalapa trong suốt trong con mắt để phân biệt 10 loại sắc mà nó chứa đựng, đó là đất, nước, lửa, gió. Màu, mùi, vị, dưỡng chất, mạng căng và yếu tố trong suốt hay sắc thần kinh. Trong con mắt chỉ có hai loại tịnh sắc là nhãn tịnh sắc và thân tịnh sắc. Làm thế nào để quý vị biết được rằng sắc thần kinh mà quý vị thấy đó là nhãn tịnh sắc, chứ không phải là thân tịnh sắc. Quý vị phải phân biệt sắc tịnh sắc và rồi thấy các màu của một nhóm tổng hợp sắc Kalapa nào đó ở xa nó. Nếu các màu sắc ấy tác động trên tịnh sắc, thì đó là nhãn tịnh sắc. Nếu không, thì đó là thân tịnh sắc. Sau khi đã phân biệt được nhãn tịnh sắc, quý vị phải phân biệt đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân gần của nó. Đặc tính của nhãn tịnh sắc là sự trong sáng của tứ đại, sẵn sàng cho sự tác động của màu sắc. Khi quý vị thấy màu sắc tác động trên nhãn tịnh sắc như vừa rồi, tôi nói là quý vị đã thấy được đặc tính này. Cái gì trong sáng? Tất nhiên nó phải là sự trong sáng của một cái gì đó. Chẳng hạn, chỉ khi đó là thủy tinh hay nước, chúng ta mới có thể nói rằng thủy tinh hay nước trong sáng. Tương tự như vậy, chúng ta phải biết rằng nhãn tịnh sắc là sự trong suốt của cái gì đó. Cái đó chính là sự trong suốt của tứ đại, trong cùng Kalapa ấy. Chú giải đưa ra một đặc tính khác của nhãn tịnh sắc. Sự trong suốt của tứ đại do nghiệp sanh nương vào sự khác ái đối với màu sắc. Chỉ khi quý vị phân biệt được duyên khởi tánh, quý vị mới có thể hiểu được đặc tính này. Trong kiếp sống quá khứ, do lòng tham ái và chấp thủ của quý vị, đối với việc được thấy sắc, quý vị đã tạo một số những thiện nghiệp. Trong lúc tạo tác thiện nghiệp, các hành và nghiệp khởi lên trong tâm quý vị, và ái thủ này luôn phối hợp với vô minh. Vì thế trong kiếp quá khứ, quý vị đã tích lũy năm nhân, vô minh, thủ hành và nghiệp. Giả sử nghiệp khiến quý vị được làm một vị tỳ kheo trong kiếp này là nghiệp cúng dường hoa đến một tượng Phật và sau khi cúng dường quý vị phát nguyện được thành một vị tỳ kheo trong tương lai. Trong khi phát một lời nguyện như vậy, cách hiểu biết sai lầm của quý vị về sự hiện hữu của một vị tỳ kheo là vô minh. Ước ao kiếp sống tỳ kheo là tham ái và ái trở nên mạnh mẽ sau mỗi lần lặp lại là thủ. Trong nghĩa cùng tột, vị tỳ kheo chỉ là một đống danh và sắc. Nếu quý vị ước ao màu sắc của vị ấy, đó là ái màu sắc. Nếu quý vị ước ao âm thanh, mùi, vị của vị ấy, thì đó là ái thinh, ái hương. Nương ái sắc, quý vị thực hiện, một hành nghiệp nào đó với các hành thiện. Các hành là vô thường. Chúng diệt liền sau khi sanh, nhưng chúng luôn để lại một nghiệp lực trong tiến trình danh sắc sau khi diệt. Nghiệp lực này có tiềm năng làm cho quý vị thành một vị tỳ kheo. Quý vị phải phân biệt nghiệp lực đó và rồi phân biệt nhãn tịnh sắc. Quý vị sẽ phân biệt tới, phân biệt lui giữa hai yếu tố này để thấy ra mối tương quan nhân quả của chúng một khi quý vị đã thấy nó quý vị sẽ hiểu được rằng các hành và nghiệp quá khứ vây quanh bởi vô minh ái và thủ tạo ra tổng hợp mắt mười sắc đoàn nhãn và phần trong suốt trong tứ đại của nó là nhãn tịnh sắc bây giờ kể như quý vị đã phân biệt được đặc tính thứ hai của tứ đại do nghiệp nương vào ái sắc tạo ra Nhiệm vụ của nhãn tịnh sắc là mang tiến trình nhãn môn đến cảnh sắc. Tiến trình nhãn môn chỉ có thể khởi lên khi màu sắc tác động trên nhãn tịnh sắc. Nếu không có thần kinh nhãn hay nhãn tịnh sắc, tiến trình nhãn môn không thể khởi lên. Sự thể hiện của nhãn tịnh sắc là để tác hành như căn cứ cho nhãn thức cũng như bảy tâm sở phối hợp với nhãn thức, đó là xúc, thọ, tưởng, tư, mạng quyền, tác ý và nhất tâm. Thức và các tâm sở trong một sát na tâm luôn khởi lên cùng nhau, diệt cùng nhau, bắt cùng một đối tượng và nương cùng một căn. Đây là bốn đặc tính chung cho thức và các tâm sở. Trong sát na tâm nhãn thức, thức và các tâm sở lấy màu sắc làm đối tượng và nương vào nhãn căn tức nhãn tịnh sắc trong con mắt có vô số các tổng hợp sắc kalapa trong và mờ. Điều này có nghĩa rằng có vô số nhãn tình sắc vậy. Tuy nhiên, nhãn thức chỉ nương vào một nhãn tình sắc duy nhất để sanh. Đó là lý do vì sao khi Đức Phật nói vị tỳ kheo tuệ tri con mắt, Ngài dùng hình thức số ít để mô tả con mắt. Nhưng khi Ngài nói vị tỳ kheo tuệ tri các sắc, Ngài dùng hình thức số nhiều để mô tả các cảnh sắc, bởi vì nhãn thức có thể lấy màu sắc của một nhóm các Kalapa làm đối tượng cùng một lần. Nhân gần cho nhãn tịnh sắc là tứ đại, trong cùng Kalapa do nghiệp nương ái sắc tạo. Có rất nhiều tổng hợp nhãn mười sắc, và tất cả những Kalapa ấy đều chứa đựng tứ đại và nhãn tịnh sắc vì thế nhân gần cho nhãn tịnh sắc là tứ đại trong cùng một calapa chứ không phải tứ đại trong các calapa khác khi quý vị đã phân biệt được đặc tính nhiệm vụ sự thể hiện và nhân gần của nhãn tịnh sắc như vậy quý vị kể như đã tuệ tri được con mắt kế tiếp tôi sẽ giải thích đoạn vị ấy tuệ tri các sắc Câu này muốn nói rằng vì ấy tuệ tri các sắc sanh khởi từ bốn nguồn tạo sắc. Đó là nghiệp, tâm, thời tiết, hóa đại và vật thực theo đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân gần của chúng. Mỗi kalapa chứa đựng màu sắc có thể là đối tượng của nhãn tịnh sắc. Màu phải là màu của một cái gì đó, chẳng hạn như màu trắng của tờ giấy, màu vàng hay nâu của lá y vân vân cũng vậy màu là màu của tứ đại trong cùng calapa ấy khi quý vị thấy màu trong một calapa quý vị phải phân biệt đặc tính nhiệm vụ sự thể hiện và nhân gần của nó đặc tính của màu là để tác động trên nhãn tịnh sắc nếu quý vị muốn phân biệt điều này trước hết quý vị phải phân biệt nhãn tịnh sắc và rồi phân biệt các màu của một nhóm calapa khi màu tác động trên nhãn tịnh sắc quý vị kể như đã phân biệt được đặc tính này. Nhiệm vụ của màu là để làm đối tượng cho nhãn thức. Nếu quý vị muốn phân biệt điều này, trước tiên quý vị phải phân biệt một nhãn tịnh sắc, kế tiếp phân biệt ý môn và rồi phân biệt màu của một nhóm các tổng hợp sắc Kalapa. Khi màu tác động cùng một lúc trên nhãn tịnh sắc và ý môn, một tiến trình tâm ý môn sẽ khởi lên. Tâm đầu tiên của tiến trình đó là ngũ môn hướng tâm. Và tâm thứ hai là nhãn thức tâm, nương vào nhãn tịnh sắc để sanh lên. Nhãn thức bắt lấy màu, cảnh sắc, tác động trên nhãn tịnh sắc làm đối tượng. Sự thể hiện của màu là để làm phạm vi hay nơi lai vãng cho nhãn thức lui tới. Thế nào là sự khác biệt giữa đối tượng của nhãn thức và nơi lai vãng của nhãn thức? Nhãn thức chỉ có thể lấy màu sắc làm đối tượng, nhưng một màu có thể được nhiều nhãn thức lấy đi lấy lại làm đối tượng nhiều lần. Do đó, nó là nơi lai vãng cho nhãn thức, là nơi hay lui tới của nhãn thức. Nhân gần cho màu là tứ đại trong cùng Kalapa đó, không phải tứ đại trong các Kalapa khác. Trước đến đây, tôi đã giải thích đoạn vị tỳ kheo tuệ tri con mắt, vị ấy tuệ tri các sắc kế tiếp tôi sẽ giải thích đoạn vị ấy tuệ tri kiết sử sanh khởi do duyên hai yếu tố này điều này có nghĩa là vị ấy tuệ tri theo đặc tính nhiệm vụ sự thể hiện và nhân gần 10 kiết sử khởi lên do nương con mắt và các sắc 10 kiết sử là dục ái sân hận ngã mạn tà kiến hoài nghi, giới cấm thủ, hữu ái, ganh tị, bỏng sản và vô minh. Những kiết sử này khởi lên như thế nào? Liên quan đến việc 10 kiết sử khởi lên lấy màu sắc làm đối tượng, cần phải hiểu rằng mặc dù nhãn tịnh sắc và màu là hai nhân chính, nhưng nhân gần của chúng lại là phi như lý tác ý Ayonisomanasikara, tức tác ý xem vô thường là thường khổ là lạc, vô ngã là ngã, và bất tịnh là tịnh. Một, ái dục kiết sự khởi lên nếu một người do hưởng dục thấy thích thú trong một cảnh sắc khả ái được thấy ở nhãn môn. Nếu quý vị muốn phân biệt nó một cách thực tiễn, quý vị phải phân biệt sắc chân đế. Trước tiên, quý vị phải phân biệt nhãn môn và ý môn, và rồi phân biệt các màu của một nhóm ca la hoặc các màu ở bên trong tự thân, hoặc các màu ở bên ngoài, hoặc các màu của vật hữu tình, hoặc các màu của vật vô tình. Tốt nhất là các màu sắc tươi đẹp, chẳng hạn như sắc đẹp của một người hay của vàng, bạc mà quý vị thích. Khi màu đồng thời tác động trên nhãn tình sắc và ý môn, một tiến trình tâm nhãn môn sẽ khởi lên. Trong tiến trình ấy có ngũ môn hướng tâm, và quyết định tâm. Nếu chúng tác ý đến màu sắc là đẹp, tham ái dục sẽ khởi lên trong tóc hành tâm vốn khởi lên sau quyết định tâm. Tuy nhiên, tham ái dục không thể khởi lên một mình, nó phải khởi lên cùng với các tâm hành phối hợp của nó. Tùy thuộc các duyên, điều kiện, có thể có 20, 19, 22 hay 21 tâm hành, tâm sở, trong tốc hành tâm tham ấy để biết được sự khác nhau này tôi đề nghị quý vị nên biết nó qua thực hành hai sân kiết sử khởi lên nếu một người khó chịu hay giận dữ khi thấy một đối tượng không khả ái hay bất mỹ nếu quý vị muốn phân biệt được kiết sử này quý vị phải lấy một màu bất mỹ là đối tượng chẳng hạn mà mực đen làm bẩn tờ giấy trắng của quý vị. Khi quý vị phi như lý tác ý đến màu bẩn khó chịu ấy, sân hận sẽ khởi lên. 3. Ngã mạng ký sử khởi lên nếu một người nghĩ. Ngoài ta ra, không ai có thể khéo phân biệt được cảnh sắc. Giả sử quý vị là người thiện xảo trong việc phân biệt sắc dân đế. Hiện nay, khóa thiền này đã trải qua hơn một tháng. Nhưng rất nhiều người trong số các hành giả ở đây vẫn chưa thể phân biệt được sắc chân đế. Vì thế quý vị có thể nghĩ, Hừm, những người này quá thật là ngu đần. Thiền hơn một tháng rồi mà họ thậm chí không thể thấy được các ca la bá nữa. Trong khi nghĩ như vậy, mạng kiết sử đã khởi lên trong tâm quý vị. 4. Tà kiến kiết sử Khởi lên nếu một người xem cảnh sắc là thường hằng hay trường cửu. Nếu quý vị muốn phân biệt được điều này, cách tốt nhất là lấy một nền đá cẩm thạch trong nhà quý vị làm đối tượng và nghĩ, màu đá cẩm thạch này thật đẹp. Hôm qua, hôm kia và thậm chí rất lâu trước đó, nó đã rất đẹp rồi. Trong khi nghĩ như vậy là tà kiến đã khởi lên trong tâm quý vị. 5. Nghi kiết sử khởi lên nếu một người nghĩ theo cách này. Những cảnh sắc chẳng hạn như một nhóm Kalapa là một chúng sinh hay chúng thuộc về một chúng sinh. 6. Giới cấm thủ kiết sử khởi lên nếu một người thọ trì việc thực hành các lễ nghi và tính điều với ý nghĩ. Nhờ tuân giữ những lễ nghi và tính điều này trong tương lai sẽ có được một vật như thế này, thế nọ. Điều này đặc biệt xảy ra trong những tín đồ ấn giáo. 7. Hữu ái Mong muốn được tiếp tục hiện hữu, kiết sự khởi lên nếu một người ước nguyện tái sanh nơi một sanh thú thuận lợi, cảnh sát này chắc chắn sẽ dễ dàng tiếp cận hơn. 8. Ganh tị kiết sự khởi lên nếu một người suy nghĩ đầy ác cảm. Nếu những người khác không có được cảnh sát này, thì ta hài lòng biết mấy. 9. Bọn sản ký sự khởi lên nơi một người, không muốn chia sẻ cảnh sắc của mình với một ai khác. Bọn sản không phải là tham. Nó là tình trạng không thể chịu đựng được khi nhìn thấy người khác dùng những vật của mình. Nếu những người khác dùng chúng, người này sẽ nổi giận. Như vậy, bọn sản phối hợp với sân chứ không phối hợp với tham. 10 vô minh kiết sử khởi lên cùng với tất cả kiết sử vừa đề cập. Với tất cả tham dục và những pháp đại loại như thế qua sự liên hệ của vô minh đồng sanh. Nếu quý vị có thể phân biệt được 10 kiết sử và các tâm hành phối hợp của chúng trong tiến trình nhãn môn như vậy, kể như quý vị đã tuệ tri các kiết sử khởi lên nương vào con mắt và các sắc. Trước đến đây, Tôi đã giải thích ba giai đoạn phân biệt. Vị tỳ kheo tuệ tri con mắt, các sắc và các kiết sử khởi lên do nương hai yếu tố này. Đoạn kế tiếp, Đức Phật dạy, vị ấy tuệ tri bằng cách nào, các kiết sử trước chưa sanh, nay khởi sanh. Điều này có nghĩa là vị ấy hiểu rằng mười kiết sử trước đây chưa sanh là do sự không xuất hiện của một số nhân nào đó nhưng nay chúng khởi lên là do phi lý tác ý. Liên quan đến điều này, quý vị nên hiểu nó theo sự giải thích ở đoạn vị tỳ kheo tuệ tri con mắt, các sắc và các kiết sử khởi lên do nương con mắt và các sắc. Đoạn kế, vị ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử đã sanh nay được đoạn trừ. Đoạn văn có nghĩa là Vị ấy hiểu rõ lý do vì sao có sự đoạn trừ của chính mười kiết sử mà trước đó đã khởi lên do sự không đoạn trừ hay do sự xuất hiện của một số nhân nào đó. Mười kiết sử thật ra chỉ là một cách phân loại khác của những phiền não. Chú giả giải thích rằng có ba loại đoạn trừ. Nhất thời đoạn trừ, Tananga Pahana, trấn phục đoạn trừ quyết khâm và tuyệt diệt đoạn trừ samuche đa pahana khi quý vị đang hành thiền chỉ dù đó là niệm hơi thở thiền tứ đại ná trắng hay bất cứ một đề một thiền chỉ nào khác là quý vị đang hành nó với như lý tác ý yoniso của thiền chỉ do như lý tác ý này mười kiết sử tạm thời không khởi lên đây là nhất thời đoạn trừ. Chẳng hạn, lúc quý vị đang tập trung liên tục trên hơi thở trong vòng một giờ, suốt một giờ đó chỉ có những tâm thiện khởi và tâm bất thiện không xen vào được. Do đó, mười kiết sử kể như đã bị đoạn trừ một cách tạm thời. Khi định của quý vị cải thiện, chuẩn bị tướng Parikama Nimitta, học tướng Ugyaha Nimitta và tợ tướng Patifaga Nimitta sẽ tuần tự xuất hiện. Trước giai đoạn bậc thiền, cha nó định tập trung trên nimitta là chuẩn bị định hay cận định. Nếu quý vị phát triển định này liên tục trong một hoặc hai giờ, thì trong suốt giai đoạn đó, các tâm bất thiện không khởi lên. Và như vậy, mười ký sử lúc ấy được đoạn trừ tạm thời. Sự đoạn trừ này cũng gọi là nhất thời đoạn trừ. Khi quý vị hành vipassana thiền minh sát, chẳng hạn như đang phân biệt các màu, là vô thường khổ, vô ngã và bất tịnh. Các pháp thiện lúc đó sẽ khởi lên trong tốc hành tâm của quý vị do như lý tác ý Yoniso Manasikara. Các pháp thiện này đoạn trừ tạm thời 10 kiết sử. Đây cũng là nhất thời đoạn trừ. Khi quý vị đang tập trung trên tợ tướng Patipha và an trú trong đó khoảng 1 hay 2 giờ hoặc lâu hơn, An chỉ định này, đoạn trừ 10 kiết sử trong một thời gian tương đối lâu. Đây gọi là trấn phục đoạn trừ, Quikkhaphanapahana. Sự không xuất hiện của các phiền não do đã bị đoạn trừ bằng thiền Chaná có thể khiến một số hành giả nghĩ ta là một bậc A La Hán, giống như đại trưởng lão Mahanaga sống ở ức chát Đây là nội dung câu chuyện Người ta nói rằng trưởng lão Thamadina sống tại Talanga là một bậc A-la-hán với tứ tuệ phân tích và là một vị thầy có rất đông đệ tử. Ngài là một trong những đệ tử của đại trưởng lão Mahanaga. Một hôm, A-la-hán Thamadina đang ngồi trong khu nghỉ ngày của mình và chợt nghĩ đến thầy. Không biết thầy của chúng ta, đại trưởng lão Mahanaga sống ở Uccha Walika đã hoàn tất công việc hành phạm hạnh của mình hay chưa? Ngài thấy rằng thầy của mình vẫn còn là một phàm nhân và ngài biết rằng nếu ngài không đi đến gặp trưởng lão vị này sẽ chết như một phàm nhân. Với năng lực thần thông ngài nâng mình lên hư không và đáp xuống bên cạnh đại trưởng lão Mahanaga lúc đó cũng đang ngồi trong khu nghỉ ngày của mình. Thamadina đảnh lễ thầy, làm các bổn phận của người đệ tử và ngồi xuống một bên. Vị thầy hỏi, sao ngươi đến bất ngờ thế hiền giả Thamadina? Con đến để hỏi một vài câu hỏi bà trưởng lão. Cứ hỏi đi, nếu biết, chúng tôi sẽ trả lời. Thamadina hỏi một ngàn câu hỏi. Đại trưởng lão Mahanagar đã trả lời rành rẽ từng câu không chút do dự. Trí của Ngài thật là nhạy bén, bạch trưởng lão. Ngài đã đạt đến trạng thái này từ bao giờ bạch Ngài? Đại trưởng lão trả lời. 60 năm trước, này hiền giả. Ngài có hành tiền định không bạch Ngài? Việc đó không khó, này hiền giả. Về bạch Ngài, hãy tạo ra một con voi. Đại trưởng lão Mahanagat tạo ra một con voi trắng tuyền bây giờ bạch ngài hãy làm cho con voi tiến thẳng đến ngài với đôi tai xòe ra đuôi duỗi thẳng vòi đúc vào miệng và rống lên một tiếng rống khủng khiếp đi vị trưởng lão làm theo như vậy nhìn thấy cái vẻ đáng sợ của con voi đang tiến nhanh đến mình ngài vùng dậy toan bỏ chạy ngay lúc đó vị đệ tử với các lậu hoặc đã được đoạn tận đưa tay ra nắm lấy chéo y của vị trưởng lão và nói bạch ngài nơi một người mà các lậu hoặc đã đoạn tận có còn chút sợ hãi nào không lập tức vị trưởng lão nhận ra rằng mình vẫn còn là một phàm nhân ông quỳ xuống dưới chân tôn giả thăm Madina và nói hãy giúp ta hiền giả thăm ma din bạch ngài con sẽ giúp đó là lý do vì sao con đến đây xin ngài đừng lo lắng rồi ngài giải thích một đề tài thiền cho vị thầy trưởng lão nhận lãnh đề tài thiền xong liền đi lên trên con đường kinh hành và với bước chân thứ ba ngài đạt đến a la hán thánh quả từ câu chuyện này chúng ta thấy rằng phiền não có thể không khởi trong một thời gian rất là lâu hơn 60 năm khi nó bị đè nén bởi cha nát bậc thiền khi các phiền não bị tiêu diệt hoàn toàn bằng A-la-hán thánh đạo thì đó gọi là tuyệt diệt đoạn trừ sau khi đắc thánh đạo người hành thiền có thể hiểu được những gì kinh nói vị ấy tuệ tri bằng cách nào những kiếp sử đã được đoạn trừ sẽ không còn khởi lên trong tương lai nữa. Ở đây, vị ấy hiểu rõ lý do có sự không khởi lên trong tương lai của 10 kiếp sử mà trước đó đã bị đoạn trừ bằng như lý tác ý Yoniso Manasikara và An Chỉ Thiền. Vì lý do gì 10 kiếp sử không còn khởi lên trong tương lai? Thánh đạo thứ nhất nhập lưu thánh đạo là lý do cho sự chấm dứt hoàn toàn của năm hạ phần kiết sử tà kiến hoài nghi giới cấm thủ ganh tị và bón sẻn thánh đạo thứ hai nhất lai thánh đạo là lý do cho sự chấm dứt hoàn toàn của dục tham và sân hận thuộc loại thô và tàn dư của hai kiết sử này chấm dứt hoàn toàn nhờ chứng thánh đạo thứ ba bất lai thánh đạo Ba ký sử còn lại, ngã mạn, hữu ái, mong muốn được tiếp tục tồn tại và vô minh chấm dứt vĩnh viễn trong tương lai do chứng thánh đạo thứ tư và cũng là thánh đạo cuối cùng A La Hán thánh đạo. Sau khi đắc thánh đạo, quý vị phải kiểm tra để thấy xem các bất thiện pháp nào có thể vẫn còn khởi lên trong nội tâm khi lấy sáu trần cảnh làm đối tượng và các bất thiện pháp nào đã được đoạn trừ bằng thánh đạo. Nếu quý vị hiểu rõ điều này, kể như quý vị đã tuệ tri được bằng cách nào các kiết sử đã được đoạn trừ sẽ không còn khởi lên trong tương lai nữa vậy. Rồi Đức Phật tiếp tục bài Pháp. Như vậy, vị ấy sống quán Pháp như nội Pháp hay vị ấy sống quán Pháp như ngoại Pháp hay vị ấy sống quán Pháp như như nội pháp và ngoại pháp. Vị ấy sống quán hiện tượng sanh trong các pháp, hay vị ấy sống quán các hiện tượng diệt trong các pháp, hay vị ấy sống quán các hiện tượng sanh và diệt trong các pháp, hay chánh niệm rằng có pháp đây được thiết lập nơi vị ấy chỉ đến mức cần thiết cho chánh trí và chánh niệm mà thôi và vị ấy sống không nương tựa không chấp giữ bất cứ vật gì trong thế gian. Này các tỳ kheo, đây là cách vị tỳ kheo sống quán pháp là pháp liên quan đến sáu nội và ngoại xứ. Sự giải thích cho đoạn văn kinh này cũng giống như sự giải thích ở các phần trước. Sau khi giải thích các quán pháp qua sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, Đức Phật nói về cách quán pháp qua các chi phần giác ngộ